Rồi, hơi bị nét luôn. Được không? Ở đây bên này cũng là tòa của nó đây. Cũng của đi vừa xa đấy à? Coi như chiều mưa rơi rồi. Ra tay. À, chơi kìm cùi thế. Người mua đấy. Hôm qua em suýt quên cái con này. Hả? Hôm qua em quên mất cái con này. Mới mua được không? Vừa mới lấy. 2 lít. Mua trên mạng rẻ hơn. Hả? Mua trên mạng rẻ hơn.
Vào đây mà đi làm ấy đi. Vào đặt mâm này. Đi mới sai. Hả? Cái gì đó? Đi đem vào á. Anh Hiếu đi về à? Vào Riverside mà chơi. Những chiều mưa rơi rất phai. Cái gì? Cái gì anh? Đem mày quay. Đây là đại gục 8. Được không? Đâu nhầm, lừa anh thôi. 7 si vai. Có vai cũ mà. Có 7 á? Mua lâu rồi. Hàn Quốc à? 90 ấy. 90. Mất rồi. Làm cái đó à? Làm. Câu 8 á? Câu 7, si vai. Sao vậy, nát hết rồi? Thì em còn đồng ấy. Bao tiền cái này? Có mấy triệu mà anh. Mua gì đi, mua lại á? Mua thằng nào đi, còn con nào mua cho anh con. Hả? Bây giờ em bán lại cho anh để em lên câu 8. Tại vì nhiều tiền lắm. Hơi nét luôn đấy. Đây. Bây giờ, bây 4K. Đây là em quay thường, quay 4K không đủ. Em vừa đi vừa quay đúng không? Không, em khi nào thích thì quay thôi. Không có thời gian quay. Quay xong về đi, cắt đi mấy. Không quay, căn bản quay nó mất lâu lắm. Kênh bật kiếm tiền từ tháng 12 mà vừa có được 60 đô, vãi lìn. Gần một năm trời. Ôi, anh tạo kênh anh đã bật kiếm tiền rồi. Kênh của em bật ơi, từ tháng 12 năm ngoái mà. Ngày xưa anh tạo phải bật luôn. Luôn cái lúc tạo đây. Ngày xưa nó dễ. Mãi mới được mò mãi được. Cái gì anh? À cái kênh YouTube đấy. Lúc nào phải đủ giờ, đủ người đăng ký thì mới bật được. Chuyển nó tắt mất rồi nó không cho bật. Bao nhiêu người đăng ký? Của em 3.000. 3.000 bật được. Em bật được từ tháng 12 nhưng mà có làm video mấy đâu. Mấy nghìn bật được? 1.000 người với lại 4.000 giờ xem. Trong một năm. Nhưng mà kênh mình không có lượt xem. Thế? Ấy lắm. Mình vào mở cho nó chạy thôi. Nó không tính đâu. Mẹ bọn thuật toán là nó kinh lắm. Mình không. Nó mở mình mở chứ mình vẫn. Này lấy cái kìm của em này mà cắt nhỉ. Mẹ. Cắt hết cái đống này đi. Đoạn này nó ấy nhở, đoạn này nó toàn chơi nhà to nhở. Xưa nó là bãi đất. Kim Nhật đấy. Đây, không cần phải số đâu. Móc xong cái này. Bao tiền? Em cầm hạ 250 đồng. Để không? Hả? Cây xăng như này đúng không? Không. Nhật. Nhật là hào kìm đúc cơ, không phải như này. Kìm đúc á? Toàn hay vứt đi ấy. Chỉ đâu. Chỉ Nhật nó bán 250 còn chị thì không vào. Đắt ngon không?
Là ông mang dây vào mà cắt. Không, cắt cái kim này được mà. Tại mình toàn hay vứt đi thôi. Anh Hiếu đây giờ nghỉ à? Hả? Gọi cái này chạy cho tôi bảo. Thôi anh em mình đi lên bấm đầu đi nhỉ. Thôi chờ ở trên này, chờ tầm đéo 3 người. Chia trên đây. Lắp 10 cái wifi, 10 cái wifi LAN. Vẫn lộn. Vâng. Vào đây mua cái chai nước to nhỉ. Đường này bao nhiêu? Net 2 plus à super net. Super net là được 2 cái đúng không? 2 cái wifi phụ. Còn đây không biết phát được. Dạ. Yeah. Còn nó qua ấy. Đây kéo dây, nó có dây sẵn nữa. Nó đi hết hệ thống rồi. Nó đi dây LAN sẵn là mình chỉ bấm thôi đúng không? Vâng. Đấy nó cũng mạnh mà chạy dây LAN, cái này nó chạy. Chạy dây LAN không mà chết. Mẹ đéo biết đường nào mà chạy. Bọn này nó đi nó phải tính hết rồi chứ. Nó chạy sẵn rồi. Đầu tiên là nhà chú học phải lắp này. Quả đây được bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Em đi, Nguyễn đi khoản dây LAN. Bao tiền? Mà nó làm ấy lắm, mình nhớ chơi rồi chứ thời gian làm cái thế nào này. Thuế. Thuế việc đấy nhận cái đồng tăng nhá, đứng cái nào cũng làm. Thế này. 30 củ. Dây gì? Lát 6 bình thường thôi. Đi điều à? Dây chắc phết đấy. Dây cũng lấy xịn mà. Đi mấy cái tòa này mà đi dây đều mà. Một gói được à? Hai đường. Thằng kia nó lên 5 rồi. Anh kia nè. Vâng. Lên, lên chỉ đạo từ lúc sáng. Từ lúc 9 giờ. Trên đấy mà cài thôi, hay. Chửi loạn hết cả lên. Lên nha. Hôm qua thấy ai là chạy lên làm. Chửi không này để...